Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Giờ mình sẽ gắn mỗi hình trái tim này lên cái hình tròn này nhé. Trước khi gắn lên hình tròn thì mình sẽ dùng cái bút để mình vẽ cái viền xung quanh hình tròn này cho nó được nổi lên nha. Mình sẽ tiếp tục với hai hình còn lại nhé. Giờ mình sẽ gắn hình trái tim lên nhé. Vậy là mình đã được ba hình như thế này. Tiếp theo mình sẽ dùng đến cái tờ giấy màu xanh, các bạn sẽ cắt cho mình một đường thẳng nhé. Sau đó mình sẽ gắn hai cái hình này lên. Sẽ cắt thêm hai hình nữa nhé, hai cái đường thẳng nữa nhé. Rồi mình sẽ gắn lên này. Như vậy là mình đã được hình như thế này. Giờ mình sẽ dán nó lại với nhau này. Như vậy là mình đã dán xong ba quả lắc như thế này. Tiếp theo mình sẽ dùng một cái tờ giấy màu xanh. Trên này mình sẽ cắt ra một hình trái tim nhé.
mình sẽ cắt ra một cái hình trái tim như thế này. Rồi mình sẽ gắn lên cái phần trên này. Như vậy là mình đã làm xong một quả lắc trang trí có hình trái tim như thế này rồi. Đó, mình có thể dùng nó vừa làm đồ chơi này, hoặc là dùng để dán tường, dán cửa nhé. Dán ở nơi mà chỗ nào các bạn muốn trang trí nhé. Các bạn nào thích thì có thể làm cùng mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Bye bye! Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa điểm 10 như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Sau khi mà mình đã cắt xong, rồi mình sẽ dùng cái bút này. Đây mình có cái bút màu xanh, mình sẽ vẽ xung quanh cái đường viền nhé, cho cái phần bông hoa mình nó được đậm lên. Mình sẽ tô xung quanh cái phần cánh hoa này nhé.